Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 24,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Trong đó, gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng cà phê tuy giảm về khối lượng nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 5,2% nên giá trị xuất khẩu đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3%. Trong nửa đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 21,4% thị phần, tiếp đến Mỹ chiếm 20,2% và Nhật Bản chiếm 7,7%.